Rồi mấy ông cứ kêu rồi không chịu roll sớm người ta bắt hết. Ôi mẹ, mấy ông không thấy à? Tôi với mặt mèo còn đang nói chuyện với nhau, tôi lướt hết bài rồi. Không thằng nào bắt kêu, có mỗi mặt mèo cầm đúng một con kêu thôi. Xong bắt đầu là tôi roll. Vừa nói xong tên đó là tên sau tôi đã roll rồi. Đó, tên sau là tôi roll luôn mà có ra đâu. Cái mặt mèo cầm đúng một con kêu mà tôi roll mãi có ra đâu. Vừa nói tên trước tên sau roll hết, mẹ muốn xếp cả tiền luôn còn đếu ra. Để mấy ông cứ kêu thế này thế kia động sát. Rõ mà, rõ là nó ra mà. Rõ là bài nó ra như thế thì chịu thôi. Nói năng gì giờ? Pikachu hả ta? Cái đồ đặt như nào nè? Pika Pika. Có thể Pikachu thật đấy. Tất tạm mấy ông không xem không mà. Đó là chiếc Hero Check có đúng một con kêu trên sàn thôi. Còn nguyên kêu luôn. Có mỗi mặt mèo cầm con kêu kích hệ kiếm khác thôi. Rồi đó, bắt đầu tôi mới roll. Roll sạch tiền không ra chịu. Sao giờ? Đen mà. Trời ơi bà mẹ nó. Gì vậy? Má nó ra hai con Ezreal này. Rồi má ơi, xây ra Caitlyn. À thôi, tích tiền vậy. Tích tiền để Hyperon vậy. Con gì không cần bán hết đi. Thắng được tên này thì ngon. Bà nấu ý nữa. Thọt đồ kìa. Game thọt đồ vậy đái. Cần một đồng vãi. Rồi tên này thắng rồi, tên sau thua được rồi. Tên sau thua để nhặt đồ. Trời ơi, má nhìn cái đội hình nó ghẻ ghẻ như vậy. Mình nghĩ thắng chắc, ai giờ xém thua. Chùm thật đồ mà, chùm thật đồ vũ trụ mà. Bình thường vậy là các bạn thấy mình thọt đồ là chuyện bình thường ấy. Như cơm đường ấy. Bình thường như cái bữa luôn ấy. Lúc nào mà chả thọt. Rồi thua rồi đấy. Gặp hai con tiên phong là bắn gãy tay. Mình phải đi lượm mấy cái gang cái đã mới chơi game được. Bán máu xong không có đồ. Trời ơi bạn ơi cứ bán máu đi. Ít nhất thì tỷ lệ bạn nhặt được cái đồ bạn muốn nó vẫn cao hơn. Bạn được nhặt trước còn đỡ hơn. Mà cứ kêu bán máu làm gì. Ít nhất thì bạn bán tỷ lệ cái ra mấy cái món bạn muốn nó vẫn ok, nó vẫn cao. Còn đỡ hơn là đếu ra. Còn đỡ hơn là mày cứ kêu nó không ra đồ là toang. Giờ tự nhiên không bán máu không được nhặt đồ muốn thì cũng toang thôi. Thôi cứ bán đi. Ừ. Đầu game có mất bao nhiêu máu đâu mà lo. Chẳng hạn thì không nhận được cung thì cũng nhận được găng. Không nhận được găng thì cũng nhận được cái kháng phép. Nó cũng đỡ. Cả đỡ hơn là không bắn máu không nhận được gì.
Nhìn thấy món đồ muốn nhặt mà không nhặt được nó mới toang ấy. À, thiếu một đồng. Buồn nhỉ. Thiếu một đồng buồn ghê. Bán con Kathleen đi cũng được. Thôi bán đi, bán Kathleen đi. Con Kathleen không quan trọng. Được một đồng. Kệ nó. Một đồng thì tí nó đẻ ra nhiều lắm. Mình roll lại sau. Kathleen đâu cần lên 3 đâu. Đó, có gan nè. Thì một đống luôn. Đó, gan 3 đồng luôn. Đó, tác dụng của bắn máu để làm gì? Nhặt gan thì làm gì? Thì đồ mình ít mình phải bán thôi, nhặt đồ cho nó chuẩn chuẩn tí mà ăn. Chứ mình mà được có đồ sẵn, chẳng hạn mình có cung săn hay là có cung săn khả sẵn là xong, như cái gan thì đéo bao giờ tôi bắn máu tôi đánh win chứ. Quan trọng là đồ bạn đang có là cái gì. Đồ bạn đang có là những cái đồ cùi thì phải bán thôi. Chứ chơi đội hình mặn mà tướng mặn mà đồ rác thì cũng thua à. Tướng khỏe đồ rác cũng thua thôi. Tướng có khỏe cách mấy đi mà đồ rác là cũng thua hết. Không được nào mà thắng được. Chẳng hạn như con Saiya này bạn đánh tới cuối game mà nếu có cung săn đấy, gặp mấy thằng tiên phong thì chỉ cần ông có Saiya 3 mà gặp con Leona hay Bobby này, ông bắn là gãy tay mới chết. Nếu chơi không tặc mà toàn đai máu với giáp được mà, nếu chơi không tặc toàn đai máu với giáp vẫn được, bạn đập đồ cho xin giáo cho nó gắn, đánh một hồi nữa bạn lấy cái hắc đồ bạn làm lấy đồ lại. Nếu mà ra đai máu với giáp nhiều thì cứ đập đồ xin giao thôi. Cứ đập đồ cho con xin giao ấy. Chứ sao? Còn đỡ hơn là nó ra một đống cung. Đó, nó vã lên. Tên này thua hay thắng đều được nha. Hai xe da đó. Trời ơi, bài ra hai xe da hai sẵn rồi. Đẹp phải lên. Mình hay bị thọt đồ lắm, lúc nào cũng vậy á. Bởi đôi khi mình bán máu cũng là vì thọt đồ thôi. Đôi khi bán máu cũng chỉ vì thọt đồ mới phải bán. Chứ không thọt là cũng chả bao giờ phải đi bán đấy. Thì đó, mình chưa có ghép đồ hồi nãy biết sao không? Nhiều khi bạn đánh chim ấy, mình vẫn đang thủ nổi loạn. Lỡ đâu nó ra cái thìa thì mình sẽ chơi rồng nổi loạn luôn. Cái hồi nãy không phải là mình không ghép đồ vào, mình giữ máu. Bây giờ bạn chưa biết đồ nó ra cái gì, tới tân chim lỡ đâu nó rút cái thìa. Bạn không thấy hồi nãy rút hai con rồng à? Chẳng qua là không có bộc phá tôi mới không chơi. Tại vì bài hồi nãy là ra nổi loạn, thấy không? Bài hồi nãy nó ra nổi loạn. Nhưng mà bạn không có thìa, bạn không có rồng bộc phá, khó chơi lắm. Nên tôi bỏ. Tôi bán hết nổi loạn. Bạn không thấy tôi để nổi loạn để làm cái đéo gì? Mua Sona 2, mua hết nổi loạn 2 để Yasuo 2 làm cái gì? Nếu mà ra cái thìa một cái là tôi build thành nổi loạn luôn. Bắt con Zio nữa là đủ rồi, không cần Zinix. Chưa cần Zinix, khi nào có thì xài. Chưa? Trời ơi, ra thìa. À, đồ đạc bây giờ khó rồi này. Đồ đạc này không lẽ đi đánh 6 kiếm khách ta. Đồ đạc này phải đi 6 kiếm khách à. Thiệt, đồ đạc này nhiều khi phải đi 6 kiếm khách đấy chứ. 1, 3, 6, 7. Thiếu 1 đồng, bán con này đi à. Bán hết đi thì đủ tiền thôi. Mua hết mấy con 1 tiền vô đi. Tăng tỷ lệ rốt. À, có thìa mà không có gậy. Đồ này không xoay được cái thằng nổi loạn đấy. 2 xe da 2 rồi. Sen này. Cassadin tí bát chưa xài được đâu.
Rộng rãi. Rộng slot rồi đấy. Ủa mình có miết con gì không vậy? Press on. It's now or never. Ra can. Thiếu một con xe già đúng không? Bắn ra can đi. Time to go to work. Miết một con Kathleen đúng không? Không sao, không sao. Không, hình như là không miết các bạn ạ. Hình như là hồi nãy là có hai con và mình không đủ slot mua cái nó tự lên 2. Cung xanh trước. Cứ cung xanh trước, khăn, cung xanh xong rồi khăn rồi tính. Cứ để cái thìa đấy. Ví dụ mà nó ra cái đai máu mình có thể tí mình sẽ có thể xài thêm xin dao để mình kích 4 hộ vệ cũng được. Không cần cài xài cái sardine, xài xin dao ấy. Con cát là không sao, chia sẻ cát mà. Hiện tại ông chưa có cho cát vào. Đâu sao đâu. Con mít cũng chả sao. Sen. Sen. Ván này tí mình có thể thay con Fiora bằng con con Ire được ấy các bạn ạ. Bán đi, mua sen nha. Fiora tí mình thay bằng Ire nha. Tên này đi nhặt găng tiếp. Cần rất nhiều găng ván này. Ván này thay Ire đi. Xài Ire với Cassadin đi. Xong có gì thì cái cung cho Ire mật thám móc đằng sau. Ire hộ vệ mất mạnh thì Ire hộ vệ cũng được. Không có găng, à có găng, có găng, có găng, có găng. Nhặt găng trước nha, cần găng lắm á. Cung để nhặt sau, cung dễ nhặt hơn. Cái găng khó nhặt lắm. Mình không cần cho đồ xe da sớm đâu. Ire hộ vệ rất tinh thần. Được. Có không nhặt tí khóc. Cái kháng phép và cái cung các bạn thấy không? Tên này bọn chúng nó mới nhặt. Nhặt càng nhiều càng tốt. Bạn cần một con xe da cần tới 3 cái găng. Nè cung xanh nè, vô cực nè. Với lại mẹ khăn nè. Cần tới 3 cái găng lận. Phải gì đâu mà khóc khủng cái gì. Rồi roll 2 cái thôi. Để lợi tức đi. Bây giờ lên nốt con Kathleen với lên con xe da này thì mình sẽ up chest lên luôn. Ấp thẳng chết, đập chết lên cao luôn. Rồi kiếm con Irelia với con Cassadin thấy vào. Ôi ôi nó bự cái kìa. Bạn lúc nào cũng ở dưới mà lo cái gì. Đợi cung săn với khăn trước. Khi nào có vô cực thì xài. Không có thì thôi. À xe ra, như là luôn, cát luôn. Chưa đủ tiền upgrade.
À đủ ấy gì? Bán con này. Đằng nào tí mình cũng xài Ire rồi. Ire Cassidy. Ôi ông này có giáp thiên nhiên luôn à. Phải nổi quân chân lý, hai ván đỏ. Chết 650 tiền có giáp thiên nhiên rồi. Có cung săn, có diệt khổng lồ rồi kìa. Ván đéo nào cũng thấy đỏ vậy. Ván trước ông quân chân lý thì tôi thấy ông cũng đỏ. Ván này cũng đã đỏ rồi à. Giờ ấp chết là khó kiếm phiêu ra lắm. Nên bỏ phiêu ra đi. Là nó chưa có vô cực, chưa có ghép. Vô cực cái gì? Vô cực là ông ghép vô cực xong tí cái cung kia ông ghép cái gì? Cái găng kia ông ghép cái gì? Ông ghép cái khăn á thì tí gặp tin vọng bắn đéo thấm. Tí từ từ cái cung săn với lại khăn trước, còn cái vô cực bạn có thể không ghép. Bạn ghép 2 BF vô cũng được. Xe giá có thể cầm cung săn 2 BF với khăn được. Cái vô cực là món cuối cùng thôi. Vô cực là món cuối cùng, có thì xài, không có thì thôi. Có thì xài cái khác cũng được. Đây nè, có hộ vệ nè. Mấy ông cứ gấp 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 gáp. Giờ cứ đi nhặt cái cung trước. Rồi tí. Má bây giờ này, giờ cung và kháng phép phải lựa chọn đây này. Chắc là đi nhặt cung đi. Đi nhặt cung trước. Cung săn vô cực. Nếu mà không có, mình cho nó nhặt cung trước nữa, mình sẽ cho nó cung săn vô cực. Nếu mà nó không rút kháng phép ấy, cung săn trước, xong nếu tí tên quái nó không rút kháng phép thì mình sẽ cho nó cung săn vô cực và giáp thiên thần. Rồi cái thìa với cái đai máu mình ghép cái hậu vệ. Ôi có găng lanh rồi nè. Phải nói. Hay vậy. 4.1 có găng lanh luôn rồi. Đó, tới bây giờ, giờ đi nhặt đồ mình sẽ nhặt cung. Tên này đồ nhỏ. Bởi vì đã nói là đồ mình ít nên mình đéo dám ghép. Bạn đếm thì 1, 2, 3, 3 đồ rưỡi. Tôi có dám ghép đâu. Đó, đếm rồi đúng không? 3 đồ rưỡi đúng không? Đếm coi. Đúng là 3 đồ rưỡi mà. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 3 đồ rưỡi. Mẹ đánh xong 4.1, 3 đồ rưỡi. Lướt nhà người ta giờ đếm sơ sương 1, 2, 3, 4, 5. Ông này 1, 2, 3, 4, 4 món rưỡi. Hơn mình một món đồ. Ông này 1, 2, 3, 4, 4 rưỡi. 1, 2, 3, 4, 5. Mẹ giờ đếm sương sương 1, 2, 3. 3 rưỡi à? 1 đồ lớn, 2 đồ lớn, 3 đồ lớn, 3 rưỡi đúng không? Ông này cũng 3 rưỡi này đúng không? Để tí xem lại. Rồi tới ông, tới tôi. Tới tôi thì không nói. Sương sương thấy 4 nhà ở trên này là thấy là 4 món rưỡi 5 món rồi đấy. Chỉ có tôi là 3 đồ rưỡi thôi đấy. Có khi ra thế này mà thôi, để tiền đi. Thằng bắt này bán con này luôn nha. Có ông quân chân lý nè. Quân chân lý hình như cũng ít đồ này đúng không? Đúng rồi, một đồ nè. Hai đồ nè, ba đồ rưỡi bằng tôi nha. Mà ông còn hơn mình cái Neko. Ông còn hơn tôi cái Neko nữa. Xong tên này, ui chết mẹ rồi, hơi cao rồi đấy. Từ từ. Hơi cao rồi các bạn. Thua tên này luôn đi, bán Cassadin cũng được. Hơi cao sợ không được nhặt đồ. Mệt lắm. Mẹ đừng có nói thắng luôn nha ta. Ở Shinya không giết nổi Shinya nó đâu. Mình chưa kiếm được Irene, mình không cần con Cassadin nữa. Đó thấy không, tít lên trên này nè, không bắn máu là tít trên đấy rồi. May quá. Giờ xuống đây đi. Đó, ít nhất là xuống đây cũng được. Ê, ê bắn, may quá. Có một cái.
Có hai thứ mình cần. Đi. Rồi thôi, nhặt này trước vậy. Khăn đi. Khăn trước. Giờ thì thằng này lại đi nhặt cung để làm gì? Để tôi xem coi. Để tôi xem coi. Xem cái thằng ấy nhặt cung để làm gì. Hồi nãy thì chẳng thằng nào nhặt cung, giờ thằng này nhặt cung để làm gì? Hay nó có thìa cho IRE. Cố tình bán rồi đấy. Diệt khổng lồ à? Diệt khổng lồ. Có thìa sao không ghép IRE mà thám đi? Có thìa sao không ghép, chỉ ghép IRE mà thám đi trời. Rồi khăn cái đã. Ra cung thì mình ghép cung xanh với hai BF, không ra cung thì phải ghép luôn vô cực thôi, đợi cung xanh thôi. Chịu thôi sao giờ. Ê mà từ từ. Ôi ván này đéo ai chơi tiên phong xoắn cái đéo gì trời. Ôi xoắn đéo gì thế. Không cần cung luôn á. Né. Không ai chơi tiên phong xoắn cái đéo thì cần cung. Không một nhà nào có một tiên phong nó luôn xoắn đéo rồi chơi đi bạn ơi. Chơi đi các bạn ơi. Xoắn cái đéo gì. Ui tưởng gì không có thằng nào chơi hết. Xoắn đéo rồi. Khỏi cần. Lắp luôn vô cực vào này. Ghét thực sự giờ. Không có thằng nào hết á. Cũng chẳng có thằng nào lắp dắp gai. Có thằng này à. Ôi sẵn gì. Đó thì tôi thấy cái bé mà thôi. Ôi tưởng gì không có thằng nào chơi hết. Vẫn còn may chán. Có tiên phong bạn mới sợ thôi. Không có tiên phong thì đâu cần. Mấy cái con này có 20-30 giáp làm gì. Ăn thua gì. Không có một thằng nào tiên phong hết á. Ta đấu sĩ không à. Bắn mấy cái là chết à. Giờ ra thêm cái gang này tôi lắp hai vô cực luôn cũng được. Chả cần cung xanh. Chả cần diệt khổng lồ bạn ạ. Hai vô cực mà bắn vào mồm nó luôn. Có cung xanh thì cứ lắp thôi, nếu có thì lắp, có thì thôi. Đó, hai vô cực luôn này. Đây, cung xanh này. Rồi, cung xanh vô cực luôn. Ôi sôi rồi. Tưởng gì. Ê, 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 má ơi, tí nó mít. Rồi, vô cực cung xanh luôn. Đấy, thích thì vô cực cung xanh, từ từ. Vô cực cung xanh, từ từ. Solari. Solari giáp tinh thần hộ vệ cho Irelia. Vứt giáp tinh thần hộ vệ cho con ấy trước đã. Cho con rất tinh thần hộ vệ cho con Fiora trước. Ôi ôi, perfect. Vừa tròn 6 đồ, perfect. Hai tầm perfect mãi lên. Giờ kiếm Irelia thôi. Hú hú. Perfect. Đó, sớm làm gì. Không ra IRE thì bạn cứ để phiêu ra, không thì tí bạn đưa đồ cho Sen sắp 3 rồi. Ông cứ xoắn thế nhở, ông cứ xoắn thế nhở. Thay con ra căng bằng cát là có ma tặc. Trời ơi bạn ơi, tí bỏ con ác đi. Con Catlin nó 3k đam, có cần mẹ gì xạ thủ, một nhắm là chết rồi. Con này nó nhắm 3k đam thì thằng nào chịu nổi. Bác cái đan tôi bắn một phát chết rồi. Cần mẹ cái xạ thủ này có CC thôi. Thì sẽ phải xài bằng con cát vô đây. Con cát vô đây nè. Con cát vô đây nè. Để bốn hộ vệ chứ xài xin giao cát.
Lấy bốn hậu vệ, không thì thích thay con này bằng con, không thì thay Irelia hậu vệ thì thay con này bằng con cát để xạ thủ lại, hai hậu vệ cũng được, kiểu gì cũng được, nhiều cách mà, nhiều cách để làm mà. Nói chung bây giờ đang có Seiya đang gắn rồi, cháu Seiya đang gắn rồi, khỏi lo. Đó, bắn cho mẹ không kịp ulti luôn rồi, ông này đi rồi, ông này ra đi rồi, đi ra viện, nhập viện. Nè Ire nè, từ từ lên, từ từ thôi, mình giàu mình lên từ từ nha, đừng bỏ phiêu ra vội nha. Ire lên hai rồi mới bỏ. À, bán hàng này đi. Bạn thích thì bạn để bà bỏ con này đi. Ire là hậu vệ, hai hậu vệ được rồi, bỏ con này đi này. Bỏ con này đi cho con cát vào đây thì giữ được con S. Nhưng mà tí là không thay bằng Lulu được nhỉ. Hình ung thư thực sự các bạn, mẹ cái đội hình này không, tôi cũng lên top 1 tôi ngồi thôi, mấy ông cứ mẹ nhặng hết cả lên, trời 6 vũ trụ luôn rồi các bạn này, lượng vũ trụ làm tí 6 vũ trụ luôn thật, hai cái bốc đồ kìa, một cái máy chiếu kìa, máy chiếu 5 đồng ngon quá. Lấy cái vũ trụ luôn. Ván này tôi chơi 6 vũ trụ, 4 hậu vệ. 6 vũ trụ luôn. Đi về nè. Cho Sen đi cho nó thêm tí kháng phép nhỉ. Kết lead cũng được. Sen gồng lên có kháng phép rồi. À, 4 vũ trụ rồi đó. Về giờ là thay con này. Rồi xong đúng không? Thay con này đúng không? Thay con này bị Irelia đúng không? Chết 8 thay con này bị Irelia. Rồi chết 8 vứt con cát ra, chết 9 vứt Lulu là đủ. 9 vứt Lulu ra nữa là đủ. Hoặc là 9 vứt Xin Giao ra nữa là đủ. Vứt Xin Giao ra. Bỏ át thay bằng Lulu cũng được. Đấy, con sen một con cứ để đấy. Ê, thua này. Bảo này khỏe quá. À có giáp thiên nhiên. Chết 8 cho thêm rồng vào. Có giáp thiên nhiên chết 8 có rồng. Chả khỏe. Bạn nổi loạn. Mình cứ chưa xài tiền mà. Nốt sen hả? Nốt sen à? Đề một cái. Đi rê rồi. Nốt sen không hay lên chết mẹ nó đi chứ nốt sen làm gì? Khỏi. Lên chết đi. Rồi Ire rồi, lên chết kiếm cát thảy vào. Lên chết 9 kiếm Lulu thảy vào. 6 vũ trụ vào cho thích. 6 vũ trụ là chấp quỷ thư luôn, hút máu như điên. Trời đủ hai con veo có nó kẻ kìa. Cái này mà phải có ma tặc các bạn ạ, phải có ma tặc thôi. Trời độ con Sona thế giới vãi nồi, thi nhau nó kẻ các bạn ơi, cái này phải có ma tặc, má có cái máy chiếu là ngon này, lấy cái máy chiếu không để ý nhà này, lấy cái máy chiếu chiếu vào mồm nó là ngon, không xài tiền nữa. Thằng đấy hư không mình không xài bí ẩn được đâu, thằng đó là hư không đấy. Rondo tên này xem có ra sen ba không, xin giao này, tên sau ấp chết cốc. Cốc cho Irelia luôn ha. Ừ chứ có cho ai giờ. Hồi mana cho Zavan lên mana nhanh. Cắm cờ. Thì mình sai xài cả Xin Giao lẫn Cassadin mà. Có Cassadin thì thay con S tạm.
cái cuối nó không ra thôi. Lên cho xin dao không, xin dao ít mana, cho xin dao đi, để tí xin dao ít mana, xin dao ulti hồi mana cho team. Rồi ok, Lulu luôn này, này để tiền đắp chết nha, để tiền đắp chết cho Lulu vào nhé. À, top 4 rồi. Rồi xe này chưa có cát, 2 round nữa. Ông này lên cát 3 rồi, ông này đi thì mình mới có cát, ông này phải chết mình mới có cát. Nhắm lên nổi không? Lên nổi chứ, có gì đâu không lên nổi. Chẳng có gì gọi là không nên nổi. À, ông này chết rồi. Ông này chết với thằng hư không rồi. Xin giao là sao mà chịu nổi hư không. Ê, đây cô dọc được cái nữa là thắng á. Rồi, đi rồi, ok. Đó, giờ kiếm cát. Kiếm nhẹ nhẹ con cát cái. Rô 1-2 cái kiếm con cát trước. 1 2 Con này mát à. Thay con ác, thôi. 3 4 Không có, thôi, tên sau để tiền lên Z nha. Tên sau là đủ tiền luôn. Cho Lulu ra đã, tính gì tính. Giờ gặp thằng hư không nè. Chết một con. Đáng rồi. Nó để ở gần mình còn sợ, chứ nó để ở xa mình đéo sợ lắm. Nó để ở sát mồm mình thì mình mới sợ thôi. Giáp gai mình cũng không cần giáp gai, mình lấy thêm cái dây chuyền trục tội là bỏ mẹ nó rồi này, mình lấy thêm cái dây chuyền trục tội này thật, tại vì thằng này nó không có quỷ thư hay cái gì ấy, nó không có đốt máu nhiều lắm, mình lấy thêm dây chuyền trục tội nữa là nó giết mình được, nó giết chết một con của mình là nó mệt luôn đấy. Chuyền trục tội rồi, có cát không? Rồi ok, một con cát. Bỏ 4 hộ vệ đi không? Cho Lulu vào xứng hơn, đưa Lulu cốc với dây chuyền trục tội. Bỏ 4 hộ vệ đi. 4 hộ vệ làm cái lèn gì? Nó về cốt 3 rồi à? À, mực 3 thì chịu. Mực 3 thì ok. Mực 3 thì bó tay thôi, có gì đâu. Mực 3 chịu nha, mực 3 là chịu nha. Mực 3 là bó tay nha. Thank you.
bốc hơi. Mực 3 chịu các bạn ơi, mực 3 bó tay ở nguyên sàn rồi, thôi chịu thua. Mực 3 là thua, không có đường nào đánh lại mực 3. Rít phép đã làm đéo gì, cho áp, cho IR à. Mực 3 là chịu rồi, lấy cái gì chết, lấy cái gì giết nó. Mực 3 giờ làm gì đấy. Bạn bắt Blitz là nó đưa xích qua ô liền à. Bạn bắt Blitz là nó đưa xích qua ô à. Giờ roll, hồi nãy roll Blitz nào không ta? Rồi Lulu 2 được nè. Lulu 2 có cơ may nha. Lulu 2 thì có cơ may. Có cơ may. Lulu 2 là có cơ may rồi đó. Trời ơi, đam quá là đam hư không đấy, bạn đừng có cho bí ẩn vào. Đam hư không đấy, không ăn thua đâu. Ừ, chưa chết Saiya. Từ từ, khoan. Catlin nhắm được, ừ, con mực kẻ ngu rồi, con mực kẻ ngu, từ từ. Chán đó. Rồi cái Catlin nhắm chết mực đi. Chết mực. Ok. Mày hả? Mày như nào? Ôi giời, tưởng gì ngài lo được, ngài lo được, ngài lo được. Ngài lo được, ngài để con Lulu ở trên rồi. Mực 3 với chúng tôi. Tưởng gì. Châu. Để Catlin của bên này để nhắm nó đó.